Hình.vn, Thanh Niên đưa tin, Công an thành phố Vũng Tàu mới đây đã tiếp nhận Nguyễn Thị Ngọc Phượng để điều tra xử lý vụ việc chị ruột đổ xăng châm lửa, đốt cháu trai bỏng 50% cơ thể ở phường 10TP, Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là cháu NTV, 6 tuổi, người gây ra thương tích cho V là chị ruột tên Nguyễn Thị Ngọc Phượng, 27 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu. Phượng bị người dân giữ lại sau khi gây ra vụ việc thương tâm. Ảnh Trinh thông tin với cơ quan chức năng, người nhà nạn nhân cho hay suốt 2 ngày qua, Phượng thường xuyên tìm đến nhà chị gái nằm trên đường Lưu Chí Hiếu, phường 10, để yêu cầu anh rể trả khoản nợ cả gốc lẫn lãi là 3,9 triệu đồng. Bố V hứa với Phượng 17 giờ ngày 23 tháng 2 đi làm về sẽ trả đủ tiền. Tuy nhiên, không đợi anh rể đến giờ đó, Phượng đã cầm theo con dao và can xăng để đến nhà chị gái gây áp lực. Phượng và chị gái xảy ra tranh cãi gay gắt, sẵn can xăng trong tay Phượng liền đổ xăng lên người bé V, rồi châm lửa đốt. Mẹ của V đã lao vào ôm con dập lửa nên cũng bị bỏng nặng. Cả hai sau đó đã được người dân chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Lê Lợi, Vũng Tàu. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Let's love us. Bye.